Có mọi lòng thương và giúp đỡ tất cả những người chúng ta. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là vị kiên cường của chúng cao đẳng. Sư cũng rất mừng sư đã đến đây rồi. Thật ra khi mà thầy nói là cái quyết định là có 10 người đó, ông tổng thống cho như thế, sư đã ổn như vậy, chắc tối nay không có lớp. Nhưng thầy nói thôi, đến đây rồi thì mình dạy xong lớp ngày hôm nay, thì sau đó là chúng ta chia tay trong khoảng 2 tuần. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ văn ôn vỗ luyện, đúng không? Tìm hiểu có chân tâm ta ở đâu, nó trốn ở chỗ nào, cần phải đem ra để mà sao trân trọng, không phải mài rũa nữa nhé, trân trọng. Cái từ đại chúng, chúng ta rất là may mắn chính nhất là chúng ta ở cái xứ văn minh này. Mình nhìn lại những cái quốc gia trên thế giới, nói chung là về phía Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, thì mình thấy là nước Mỹ là rất là may mắn. Mình được tất cả mọi sự quan tâm của nhà nước, của các cái cơ quan, nhất là cơ quan y tế. Thì xin đại chúng lấy cơ hội này, khi mà nghỉ học, mình đừng quên, đừng sao lãng cái thời khóa của mình. Nếu có thể được, chúng ta đang tụng kinh, đang học về kinh Lăng Nghiêm. Sư hay nói là kinh Lăng Nghiêm với kinh Pháp Hoa là cái kinh mà hai nhóm cao đẳng chúng ta rất là may mắn. Riêng bản thân sư là giáo thọ, sư cảm nhận được cái sự may mắn đó. Thì chúng ta cần phải tụng niệm nhiều hơn nữa, là để dùng cái phước báo này để giúp tất cả những chúng sanh này. Đây là cái lúc mà hơn lúc nào hết chúng ta cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Những cái gì trước khi mà mình nói, mình suy nghĩ, mình nghĩ lại, tại vì ai cũng căng thẳng hết đấy. Nói chung khi mà có một cái là dịch hoàn cầu như thế này thì ai cũng căng thẳng hết. Lúc là trong gia đình người trẻ thì căng thẳng theo kiểu người trẻ, người lớn tuổi thì theo kiểu người lớn tuổi. Thật ra mình lại càng phải bình tâm hơn nữa, tại vì mình là gương sáng của các con, các cháu trong nhà rồi. Thật ra xin đại chúng cố gắng giữ cái thời khóa của mình. Nếu tụng được kinh Lăng Nghiêm là rất tốt, còn không có thì ít nhất xin giữ cái thần chú đại bi giúp cho chúng ta rất nhiều. Sự có cái phước duyên là dùng cái chữ đại bi để mà giúp cho tất cả những công việc, đôi khi đến lúc đó rồi đó là mình không còn cái thời giờ nữa. Đó. Thật ra nếu quý vị chủ tụng được tất cả nguyên của bài chú thì càng tốt, còn nếu không có đó thì chú đại bi đó ở xíu Lăng Nghiêm thì cái năm đệ thì rất là dài, thì có cái câu cuối cùng nó kêu là cái chú chú tâm của kinh Lăng Nghiêm á, An An Lệ Tỳ Sa Đề đó. Nếu quý vị chỉ tụng được các cũng rất tốt, luôn luôn có cái câu cuối cùng của các chú rất là quan trọng. Còn riêng của cái chú đại bi thì sư được đọc mà sư cũng hay nói cho đại chúng, nhất là những quý vị mà thường là không có chỉ đề nhiều đó, thì nói thì 10 chữ đầu tiên của chú đại bi đó, Nam Mô Tát Tha Cô Đề là sư là tụng tập chú Lăng Nghiêm rồi, hôm nay nhập tâm với chú Lăng Nghiêm. Nam mô tất dạ, Nam mô Đăng Ma Đa Tha, Đăng Ma Đa Già, Nam mô. Chỉ có 10 chữ đó thôi đó, 10 chữ đó nếu mà theo ngài
thượng Tuyên Hóa đấy, thì ngày đó tụng 10 chữ đó nó công năng, nó giống như tụng nguyên một bài chú đệ đi. Chú quý vị không biết là quý vị có bao giờ đọc cái quyển kinh chú kinh kêu là gì nhỉ, Dược Sư của Hòa Thượng Trí Quảng ấy. Thì ngày Trí Quảng chúng ta thì xưa giờ chúng ta hay được nghe nói rằng là chú là những chữ bí mật của chư Phật, rồi nó cố gắng đọc gần cái chữ của tiếng Phạn, cái âm của tiếng Phạn càng nhiều càng tốt, đúng không? Nhưng mà bởi vì cái nhu cầu là mỗi cái địa phương, mỗi cái quốc độ nó khác nhau, thành ra mình mà đọc theo cái âm của Tàu thì mình đọc không được, mình phải đọc theo âm Việt Nam. Tương tự như vậy, người Ấn thì đọc theo âm của Ấn, người Tây Tạng đọc theo âm của Tây Tạng, mỗi quốc độ khác nhau hết. Nhưng mà quan trọng nhất là dù đọc chú nào, dù kinh nào, thì cái lòng tin của mình, quý vị có nghe cái chuyện mà bà lão già mà bà tụng cái câu thần chú đó, và cái viên hạt đậu nó cứ nhảy qua đó. Đó, thật ra là mình biết là cái quan trọng nhất vẫn là cái lòng tin. Thật ra đại chúng mà có lòng tin sâu sắc, dự tin là dù cái chú nào quý vị tụng thì cũng có cái công năng của nó. Thì sư đọc cái bài, cái quyển rút ngắn của Dược Sư ở chùa mình, có lẽ là ở tu viện mình, cơ học viện của mình, chùa của mình đó, có lẽ đọc cái quyển dài đúng không? Chứ sư tại vì cái nhu cầu của đại chúng không có họp trong thời gian dài đó. Thật ra ngoài cái đó là mình mỗi buổi sáng họp mặt với nhau đó, thời gian đầu năm tháng riêng đó, thì mình hay tụng kinh Dược Sư. Thì nếu mà gồm hết vô luôn á thì cái tuổi lễ nó quá dài, để vừa cúng ngọ cho Phật nè, xong rồi còn đưa qua cái phần cầu siêu nữa, rồi cái phần Dược Sư nữa, nó quá dài. Nếu mà tụng nguyên cái quyển của ngài Huyền Dung á, nó dài lắm, không chịu nổi, cần ra mình tụng cái quyển của ấy. Thì trong cái quyển đó có một cái bài kêu là dịch của cái chú đại bi đó, thành ra mình thấy thực sự trong trong cái văn của cái giải nghĩa của chú đại bi đó, đó mình thấy một cái sự huyền bí, một cái sự mãnh liệt để mà cầu nguyện cái sự xuất hiện của các cái công năng của chư Phật chư Bồ Tát đến để hộ cho mình. Thì sư nghĩ là đó là lý do vì sao mà các chú luôn luôn được đọc đầu tiên hết, như chú đại bi mình đọc đầu tiên hết để thân tịnh đạo tràng đó. Thì được đọc đầu tiên tại vì mình đang mời gọi, mình đang yêu cầu sự gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát, chư vị thiện thần đến để giúp cho mình. Khi nào mà quý vị đọc cái bài đó cũng hay. Ngày hôm nay chúng ta học với nhau cái bài này, mình đã chắc đi được khoảng 1/3 thôi đúng không? Nay là buổi học thứ tư của mình, mặc dù đã đúng ra là buổi học thứ bảy, thì mình có hai cái buổi học đã bị bỏ rồi nhá. Thì hôm nay buổi học thứ tư mình học bài thứ bảy lần đầu tiên. Là buổi trước giờ là sư cứ ngồi nhé cho quý vị mỗi lớp học tới hai bài, là hôm nay học có một bài thật ra cũng nhân duyên đó mình học kỹ hơn cái phần cuối cùng, tức là bài tựa Lăng Nghiêm. Sư tin chắc rằng là quý vị đã học kinh Lăng Nghiêm thì đã học qua cái bài tựa. Thật ra sư chỉ cố gắng lấy thêm những cái ý nghĩa của những chữ mà sư thấy là có thể là quý vị không có biết. Tại nếu mà mình hiểu được từng chữ của cái bài tựa đó thì mới cảm nhận được cái sự quyết tâm, cái sự ăn năn cũng như là cái lòng cảm kích của ngài A Nan đối với Đức Phật. Bài tựa Lăng Nghiêm tức là cái bài của Đức Phật nói ra đó. Thì sư rất mong là đại chúng hiểu được bài này. Khi mà tụng tiếng Hán hay tụng tiếng Việt
quý vị cũng đọc lên rồi. Hôm nay qua cái bài hôm nay mình sẽ luôn luôn cảm kích. Và chúng ta là người đi sau thì Ngài An An là vị thầy đáng kính, thì chúng ta cũng noi gương cô ở Ngài An An. Những cái lời phát nguyện của Ngài An An trong cái bài tựa rất là dũng mãnh. Chúng ta thấy qua cái lời phát nguyện của Ngài Địa Tạng đúng không? Ngài An An thì nói là vũ trụ khắp thế thể tiên nhập. Cái thế giới mà đầy năm cái sự xấu xa, những sự ô uế đó thì con xin vào trước. Còn Ngài Địa Tạng thì sao? Đi thẳng xuống lô ở dưới đó. Khi nào không còn một vị chúng sinh nào dưới đó thì Ngài mới nguyện thành Phật. Đây là những vị mà mình thấy là cái lòng của họ đáng bài học cho chúng ta để nói theo. Vì trong cái khi mà dân tình của chúng ta đây nó chao đảo về những cái bệnh dịch như thế này đấy, thì chúng ta nên nhớ lại cái gương sáng của tiền nhân vị Bồ Tát, thì chúng ta có cơ duyên học được để chúng ta hành trì, để chúng ta có lòng tin để chúng ta tiếp tục học và tu. Cái bài này trong đây mình có 4 phần mình sẽ nói chuyện tới đó. Rồi cái bài cuối cùng nữa là 5. Cái bài thứ nhất á, quyển này là của Ngài Thiện Hoa. Ngài tóm gọn lại cái ý nghĩa của Ngài An An hỏi đó. Thì Ngài An An hỏi là hư không có phải từ chân tâm biến hiện hay không. Và lúc đó lại cái câu ở ngay quý vị đọc ở đây đó, là chính là Đức Phật trả lời An An, hư không vô hình như cái hình sắc mà hiện bày ra. Như ở trong thần Thích Lan này, khi dân chúng mới cất nhà thì họ đào giếng để múc nước, đào một thước đất thì có một thước hư không hiện ra, đúng không quý vị? Khi đào cái lỗ đúng không thì là có một cái lỗ trống, hư không là cái lỗ trống á. Đào xuống 10 thước có 10 thước hư không. Hư không cạn hay sâu được tùy theo người đào, nhiều hay ít. Vậy hư không này do đất sinh ra hay là do không từ đâu sinh ra? Đó. Đức Phật giảng thật là lòng từ bi con người mà trí tuệ siêu việt, nghe những câu hỏi nghi ngô của đệ tử của mình mà Ngài vẫn rất là bình tĩnh, rất là nhẫn nại để mà trả lời. An An, hư không này nếu không do đâu mà sinh ra thì chưa đào xong thấy tại vì lúc đó mình thấy một cục đất chắc nằm đó, không thấy hư không đâu cả. Có hư không mà chỉ thấy đất đạc, không đâu có thấy gì đâu. Còn cái hư không mà do đào mà có thì quăng đất ra thì có lẽ phải thấy hư không đi vào. Đó. Nếu quăng đất ra trước mà không thấy hư không vào thì sao nói là hư không do đào đất mà có. Tức là Ngài bác cái đó. Nếu hư không mà không ra vào thì đáng nhẽ nó cũng đất không có khác. Nếu không khác với đồng đất, vậy thì quăng đất ra, sao không thấy hư không quăng ra? Vậy cái hư không và cái đất là nếu mà đời nó đồng nghĩa thì hư không là đất, đất là hư không. Cái chuyện đó không có. Mình thấy rõ ràng cục đất là mình nói đến cục đất. Và cái chỗ không trống là lại, chứ nó có, nếu không có thì chắc mình cũng điên. Mình không biết cái nào mình đang nói, đúng không? Nếu nói hư không do đào đất mới có thì khi đào nó nhẽ phải ra hư không chứ sao lại ra đất. Còn nói hư không chẳng ra đào ra thì khi đào ra đất lại không thấy có hư không. Thật ra thực sự ra cái khi mà mình đọc cái này đó, mình thấy nó cũng lộn lạo cái trí của mình, đúng không? Nhưng mà quý vị nên nhớ là quý Ngài An An đang lẫn lộn là cái hư không và cái vật chất mà mình đang có đó. Là hai cái là một, thì Đức Phật nói không. Các ông nên chín chắn quan sát, đào từ nơi tay người theo chỗ mà đào, còn đất cục là như chỗ đất giờ ra thì mới có cái đất cục đó. Đào là việc thật, còn hư không thì trống không. Hai cái không dính líu với nhau, không hòa không hiệp. Vậy tiếng không từ nơi đâu mà ra? Không lẽ không nhân đâu mà không hư không tự có? Các ông nên biết. Rồi chỗ này bắt đầu là mình nên để ý, nó giúp cho mình mở ra trong chân tâm. Tánh bản thể của hư không là chân giác, là tâm. Tánh bản thể của giác tâm là chân không, hai cái là một. Vốn sẵn thanh tịnh, khắp pháp
tất cả pháp giới, tùy theo tâm chúng sanh thế nào thì nó hiện ra thế đó. Cái vấn đề này rất là quan trọng, vì nếu mà mình không hiểu được á, thì lúc nào mình cũng phân biệt nó ra, nó là hai thứ. Thực sự ra là nếu mà mình nhìn thấy một phía đó, thì mình thấy nó là mình kêu là nhị nguyên, nó là có hai thứ, nhưng mà thực sự cái tánh của nó là giống nhau. Một chỗ đào giếng thì có một chỗ hư không, khắp trong thế giới này đều đào giếng thì khắp cả thế giới đều có hư không. Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở gì cả. Người chúng thế gian không biết khởi tâm phân biệt so đo, chấp là nhân duyên sanh hoặc là tự nhiên có, đều không đúng cả. Anan, ông nên biết tánh hiện tiền tánh của năm đại, đất nước gió lửa và hư không vốn viên dung khắp sắp giới, không có lay động, đều là chân tâm cả, không có sanh và không có diệt. Chỉ vì khi mà mình chắc mình đặt vào trong đó thì là mình sẽ thấy nó là nó khác nhau. Chỉ là các ông mê muội thì không biết mà thôi. Về phần lực giải, đất nước gió lửa và hư không là năm đại, thuộc về phần vật chất, đại diện cho các cảnh vật. Hai đại sau kiến và thức là cái mà hiểu và cái mà nhận thức của mình đó, là thuộc về phần tinh thần, đại diện cho các thức. Rồi cái câu thứ hai mà Ngài Anan cần phải cố gắng để hỏi, các giác quan từ chân tâm biến hiện. Các giác quan của mình là mấy, có mấy giác quan quý vị? Sáu cái, mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Các giác quan từ chân tâm biến hiện. Anan, cái thấy không tự thể nhân đối với cảnh vật và hư không mà có. Cái sự thấy của mình á, nó phải có tùy thuộc vào hai điều kiện. Cái thứ nhất á, là phải có một cái cảnh vật, một cái sự kiện nào đó, và đồng thời á, phải có cái hư không nữa. Chứ nếu mình có sự vật mà nếu mà nó không có hư không, chứ là nó biết rồi đó, thì mình cái thấy mình cũng không có thấy được nó. Mình đâu có biết là sau bức tường đó là cái gì ngoài đó. Mặc dù là phía sau mình biết cái đó cái nhà bếp trong đó có nồi niêu xoong chảo cái gì đó, nhưng mà thực sự ra là mình đã bị biết rồi. Nếu mình cái bức tường nó không có, tức là không bị ngăn biết đó, tức là có hư không chỗ đó đó, thì là mình nhận biết được là ngoài đó có cái bàn, có cái tủ, có cái gì đó, mới ấy được. Tức là phải có hai điều kiện, là phải có cái hư không và phải có cái sự cố đó ở đó, thì mình mới cái sự cái thấy của mình mới nhận biết được. Như ông ngày nay ngồi trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thấy sáng, chiều lại thấy tối, đêm không trăng thì thấy tối, có trăng lại thấy sáng, nhưng có tối và sáng nên ông mới thấy có phân biệt. Vậy cái thấy này cùng với tối và sáng và hư không là một thể hay không phải một thể, là đông hay là khác? Này Anan, khi tối thì không có sáng, hai cái này nó tương phản nhau. Khi có đèn vô thì thấy là sáng, mà đèn mà tắt đi rồi thì thấy là tối. Nếu cái thấy này cùng với tối đồng một thể thì sáng đến cái thấy này phải biến mất. Nhưng mà mình có thấy biến mất không? Cái thấy là luôn luôn hiện còn. Còn cái sự kiện, cái hiện tượng á, là đèn đi vô thì sáng mà đèn đi ra thì tối, thì cái đó là cái hiện tượng cứ có sanh diệt. Khi mà đi vô thì là sanh ra thì hiện hữu, mà tất cái đèn đi thì là diệt đó. Cái hiện tượng á, cái gì mà có hình tướng hiện thì là nó phải sanh diệt đó. Còn cái thấy của mình á, dù là cất cái đèn đi mình cũng biết là điều đó là hoặc là tối hoặc là sáng. Cái sáng cái tối đó, nó không có thay đổi, bởi vì là không có cái đèn thì phải có cái đèn. Nếu mà có cái đèn á thì mình nói là cái đó nhìn rõ ràng thì có cái cây ở đó, thì mình nói mình có cái cây ở đây. Không có cái đèn thì cái thấy của mình vẫn còn ở đó, chứ không phải cái thấy nói ô không có đèn là tôi không thấy gì cả. Mình không thấy cái cây ở đó nhưng mà cái thấy của mình vẫn hiện hữu. Cái đó là phần của mình. Chỉ cần có đèn vô là mình sẽ thấy. Nhưng mà cái sự thấy nó không có tùy thuộc vào cái điều kiện. Cái thấy này cùng với tối đồng một thể thì cái sáng đến cái thấy phải mất. Còn cái thấy này cùng với cái sáng đồng một thể, khi tối đến thì cái thấy phải mất. Tức là
mình nói lại lần nữa là cái gì mà có hiện tượng, có sanh, có diệt đó, thì không phải là cái thấy. Cái thấy là luôn luôn trường còn với mình. Tối và sáng là khác nhau, còn cái thấy lại không sinh diệt, đúng không? Không bao giờ mất mà. À, như thế thời làm sao nó được có thể được. À, thì hiện tượng và cái thấy không thể nào là giống nhau. Nếu nói cái thấy cùng với tối, sáng và hư không chẳng có thể, thì rời tối, sáng và hư không, ông hãy chia riêng cái thấy ra để xem cái thứ hiện tướng của nó là như thế nào. Còn nếu trời tối và sáng và hư không, thì thấy của ông xem như lông rùa, sừng thỏ, tức là không thể nào có được. À, nghĩa là không có. Khi phân tách ra cái tối, sáng và hư không, ba cái điều khác nhau, thì thấy cái thấy của ông nó đứng ở chỗ nào. À, thực sự ra mình nói là sáng và tối và hư không, thì cái này là những cái điều kiện, và cái thấy của mình nó biệt lập nhau. Lại nữa, tối sáng trái nhau thế nào nói đồng được? Rời tối sáng và hư không ra, không có cái thấy thì làm sao nói khác được? Không thể chia rằng đây là hư không, đây là cái thấy, thì làm sao nói là không đồng? Số tối sáng chẳng đồng, còn cái thấy không biến đổi thì nói làm sao là không khác. Cái này theo cái người mà học về ngày xưa, suốt một sư đi học về computer đó, thì cái việc đầu tiên mà học là mình học về binary, tức là bi là hai, binary là cái số của computer chỉ có 1 và 0 thôi, 1 là on, 2 là off, không thể nào có một cái chữ gì mà vẫn hơi on hơi off không có. Thì tất cả các cái ấy của nó thì đó, một con số đó, chẳng hạn mình cho hai con số, một con số thì chỉ có hoặc là on hoặc là off, mà nếu có hai con số là bắt đầu mình có cái ấy, hoặc là on hết, hai cái on hết, hoặc là off hết, hoặc là một cái on một cái off, hoặc là một cái off một cái on, mình có bốn trường hợp xảy ra. Thì quý vị nếu mà có cái cơ hội đó, thì đặt mỗi cái ăn này là cái điều kiện, chẳng hạn như cái tối và cái sáng, nếu nói tối là một thì là cái sáng là zero, đúng không? Rồi khi mà sư đọc cái này sư nói ồ cái này giống binary, hồi mình đi học computer quá. Hồi đó nghĩa là tiên cái đầu với lại học về computer, bây giờ thì ba cái binary là không ai nói chuyện ấy. Mấy em nhỏ là cái đó là tự nhiên nó có sẵn hết trơn rồi, tất cả những cái program bây giờ là đã được pre-program hết trơn rồi, là được từ nhỏ không hề phải biết cái gì về những cái chi li mà đi phía sau, mình kêu là behind the scene đó. Bây giờ mình ngồi đó là vẽ, vẽ ra cho hồi xưa đó, muốn cái gì là phải đặt, đem có mình create mấy cái slot, mấy cái lỗ như vậy đó, mình đem cái này vô đây, xong mình đem cái này vô đây, xong mình cộng trừ nhân chia trong đó nha, mình tính toán trong đầu này. Thôi học ngày xưa là đúng là cái thời mà 75 mình đến học về computer đó, tại vì mới lắm, thành ra cũng ta nói sư mà lại vô lần đầu tiên, cái tiếng Anh chưa có rành á, còn ngọng lắm á, mới tới đang sợ gần chết, mà vô mà nghe mấy cái chữ mà danh từ riêng của computer khổ cách nào á, mà đâu có một cách, vì là đây là cái tiến thân của mình không học là mình sẽ suốt đời chỉ có đi xé giấy thôi chứ không có làm được gì hết. Sư ngày xưa làm cái nghề đi xé giấy thôi, biết không? Sư nói là sư dẫn là accordion, tức là kéo giấy là như này nè, thì làm mấy cái đồ chơi ở trong mấy cái party á, kêu là nói đùa là mình đi vô đó mình kéo được cho nó sang đó, chứ mình sẽ đi xé giấy. Bây giờ phải có một cách nào để tiến thân. Thành ra đi vô học lại rất may kỳ đó. Hầu như người Việt Nam mình cũng rất là may mắn đến đây, thì lúc đó computer mới bắt đầu. Người Mỹ cũng sợ lắm. Người Mỹ mà nghe nói computer là chỗ toán không này, tôi không có đâu, tôi không có toán thế nào hết. Chỉ có người Việt Nam mới là xung phong vô liền. Kỹ thuật là Việt Nam giỏi lắm, nhưng nhào vô liền. Thì khi mà đọc cái này mình nói cái này phải phân chia ra cái kiểu binary đó, thì là mình sẽ thấy rất là rõ, để sư về sư sẽ làm ra cái binary trong mấy ngày mà nghỉ đó nha. Sư nghĩ ra cái này ra theo kiểu computer ngày xưa, thì quý vị nhìn rồi biết liền, tại vì khi mà đọc mà không có ý chữ nó lùng bùng nó làm cho mình khó hiểu, mình bị phân tâm, bị confused. Như khi sư nói tuần trước cũng vậy,
khi nào phân tâm cứ bình tĩnh, cứ đọc, đọc lần thứ nhất, đọc lần thứ hai thì nó vỡ ra. Những cái nào mà sư bản thân sư đó giúp cho quý vị ấy, cái nào mà sư thấy là giúp cho bản thân sư mà nó rõ nghĩa đó, sư highlight liền để cho quý vị nhìn cái đó đã. Chứ rất nhiều mình coi nó rất là đơn giản, chỉ có những cái sự vật mà sự kiện mà nó rất là đơn giản, nó rất là rõ ràng như vậy mà tại sao khi mà Đức Phật nói ra mình cảm thấy rất là lúng túng. Thành ra tại vì sao hai ba cái nó dồn dập được một lần nó làm cho mình cảm thấy lúng túng, có vậy thôi. Thành ra đừng có sợ, mình nên hiểu là mình cần hiểu những cái sự kiện này là giúp cho mình để phân biệt rõ cái chân tâm của mình là đâu, cái vọng tâm của mình là chỗ nào, để cho mình đừng có lầm lẫn, có vậy thôi. Khi một khi mà mình lầm lẫn vọng tâm là chân tâm á, thì là cái sự tu hành của mình sẽ rất là vất vả, mình sẽ đi theo cái con đường không có tốt. Tại vì sao? Cái tâm của mình nó không có chín khi mà mình nghĩ cái đó là đúng rồi, mà trong khi thực sự là theo Đức Phật dạy nó là sai. Thành ra trong tất cả những cái này nói đi nói lại vẫn là phân biệt rõ ràng chân tâm là cái gì. Hồi tuần trước á, sau khi mà làm cái bài á, thì quý vị nói mình học 5 lần Đức Phật chỉ chân tâm, mình chắc ăn trong tay rồi, chắc như bắt chắc chắn rồi, vô là không có ấy đúng không? Trong cái bài test á, có cái câu hình như câu số 7 đúng không? Sư có trick trong đó, không biết có bao nhiêu người vì rất đài phải không? Thật ra cái có một cô Phật tử online sư trả bài cho cô, cái cô nói chứ không hiểu cái này, sư nói nghe cái đó thì thực sự là rất là giống nhau, sư chỉ có ép thêm có một chữ thôi. Mà lúc mà nói chuyện đây á, là lúc nào sư cũng nói nghe nha, khi nào có cái chữ mà nổi lên cái giống như xi nhan nó nổi lên cái á, là bắt đầu phải ngưng liền. Quý vị biết cái chữ đó là chữ gì không? Trong cái trên tâm vọng tâm á, quan trọng nhất là chữ chấp. Phải chỗ nào có chữ chấp vô là mình biết là wrong, đúng không? Nghe chữ chấp một cái là bắt đầu đèn sáng lên liền, wrong, phải không? Còn người đọc lướt thì thấy ở giống ok hết à, là rất đài liền, phải không? Thầy sư có nói với cô như vậy. Có cái một bài cái vừa rồi nè, khi mà cô một cô học viên trong lớp mình á, cô nói chứ con không có hiểu cái điều đó, mà khi mà sư đọc trong lớp á thì mình thấy có lý, nhưng mà khi mà về lại chiếm mấy bài của quý vị nó trong cái bài gì của đại chúng á, cái bài số 1 á, trong cái bài đó thì cô đã hỏi liền, con không hiểu cái câu này. Thì bây giờ đó sư đọc lại, tại vì khi mà test á, là sư mới đọc mấy bài của quý vị, sư mới đọc lại, sư mới nói vậy là đúng rồi, cô này không hiểu câu này là đúng, tại vì sao? Tại vì nó thiếu một chữ. Thật ra ở trong cái gì đó, ở trong cái bài tóm lược á, thì nó rất là quan trọng. Đôi khi mình mà thường quý vị biết cái bài học của mình đó là từ đâu? Có một người đó cầm cái sách của thầy Thiện Hoa đó đánh máy lại. Thành ra cái khi đánh máy á, nó thiếu nhiều lắm. Cái sách thì đúng, cái quyển sách mà chúng ta học á thì đúng, nhưng mà cái bài này á, sư lấy từ internet xuống á thì lại là sai rất nhiều. Và nó đôi khi nó chỉ thiếu một chữ thôi. Thành ra là nó thành ra khi mà lần này đúng rồi, bài số 1 đó, chính cô là hỏi tần sư khi đọc mình cứ có lý, nhưng bây giờ mình đọc mình thấy không có lý. Cái chỗ mà nội dung kinh Lăng Nghiêm á, tại vừa rồi thì quý vị làm trong cái bài nội dung kinh Lăng Nghiêm đúng không? Đó thì cái giai đoạn thứ ba á, ông A Nan cầu Phật á, rồi có cô Phật tử hỏi con không hiểu chỗ này hả? Nếu ngộ được chân tâm thì thành Phật, quý vị nhớ chưa? Ngộ được chân tâm như người ngủ trên bao, kia thiếu chữ không. Không ngộ được chân tâm
như người ngủ trên đạo. Thấy chưa? Đó, thành ra cô mới hỏi ngay, con không hiểu câu này. Đó. Thì bây giờ sư quý vị hoan hỷ để chữ không ngộ được chân tập. Đó. Thì sư tin chắn là quý vị khi mà biết á, là sẽ thấy được cái lỗi thiếu một chữ đó. Dạ, đúng rồi. Thật ra sư xin lỗi hôm đó không có nói cho rõ ràng. Cái khi mà đọc bài quý vị sẽ nói, cái chỗ này không đúng. Sao? Không ngộ trên tâm thì cũng giống như người là ngộ trên bào. Yeah. Rồi bây giờ trở lại cái ấy của mình. Thật ra quý vị nghe mà confused đừng sợ nha. Không phải có mình quý vị confused đâu, rất nhiều người confused. Tại cái này là khó, kể như là khó nhất. Hai cái, thứ nhất là kinh Pháp Hoa là vua của các kinh mình học rồi đúng không? Kinh Lăng Nghiêm là vua của các định tâm được đó. Thành ra hai cái vua mình có cơ hội để học, để tu, thành ra là nhất định phải master nó đúng không? Phải học cho được đúng không? Thành ra đừng ngại, có cái chuyện gì mà như ấy có thấy cái gì mà thắc mắc ấy cứ nói lên. Khi mà sư nghe cái đó, đọc của nhà rồi nó hèn gì cái cô đó, cái hôm cái lớp đầu tiên là cô đã hỏi cái câu đó liền rồi. Thành ra đúng vậy. Cảm ơn. Xin Phật. Rồi trở lại cái chỗ tiền của mình, sáng với tối, tối với sáng. Binary của sư. Các ông không biết trong chân tâm cái tánh của thấy là tâm, là giác minh. Tâm là tánh của thấy vốn sẵn thanh tịnh khắp cả pháp giới. Tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì hiện ra sự hiểu biết của chúng sanh như thế đó. Như một con mắt ta thấy một cái thấy, nhưng nhiều con mắt thì có nhiều cái thấy. Cho đến tai nghe, mỗi người miệng nếm, thân xúc ý biết, sáu giác quan cũng như vậy, đều khắp trong cả pháp giới tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở gì cả. Như điện, điện vào thì là đèn sáng lên, điện vào trong máy quạt thì quạt quay, đúng không? Đó. Điện không có phương hướng xứ sở gì cả. Đó là cái tánh của nó như thế. Chỉ tùy duyên phát hiện, nó vô duyên là cái đèn hay là duyên là cái quạt. Đó. Vô cái nào thì là nó sẽ đưa ra cái hiện tượng, đúng không? Đó. Cái đó kêu là hiện tượng vào mạng. Còn tâm cũng thế, tâm vẫn là một. Nếu đến mắt thì thấy, đến tai thì nghe, đến mũi thì ngửi, thơm hay mùi không thơm, ví dụ vậy đó. Đó. Tùy duyên biến hiện. Cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, tất cả sáu giác quan này cùng với hư không và bốn đại, thành ra sáu đại, tánh nó viên dung vốn không thay lay động. Đó. Mình nghĩ, mình chỉ nghe thấy cái mùi thôi, mà lập tức á, nếu chỉ nghe không thôi thì đó là cái tánh của nó, là nó không có thay đổi. Nhưng mà mình nghe một cách là mình suy nghĩ, ồ cái mùi thơm quá ha, ồ cái tiếng chát chúa quá ha, là lập tức mình cho cái tính từ vô là bắt đầu cái tâm mình nó sao xuyến rồi, đúng không? Cái sự sao xuyến đó là đưa đến cái vọng tâm cho mình, chứ mình chỉ có nghe cái mùi thôi, nói ồ có mùi mà không có gì hết, chưa có nói gì hết thì là mình ok, phải không? Đồng thể với chân tâm, không sanh không diệt, thế gian mình mới làm không biết sanh tâm phân biệt, chấp cho nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có đều không đúng cả. Rồi cái thứ ba, thức phân biệt từ chân tâm biến hiện. Này An, cái thức phân biệt không có căn nguyên, nhân sáu căn sáu trần mà vọng lên. Ông ấy dùng mắt xem trong hội này, con mắt của ông chẳng khác nào như cái kiếm chiếu cảnh, cái gương này chiếu nè, cái mắt của mình dậy đó, đưa đến người này thì hiện người này lên, đưa người kia thì hiện người kia lên. Lúc đó khi mà hiện lên đó, con người đó, lúc đó cái thức của mình bắt đầu mới tác động vô. Ồ, người này là người nữ, người này là người nam, người này già, người này trẻ, với không? Nó thức nó mới bắt đầu, nó làm cho mình thay đổi. Cái thức hiểu biết phân biệt này từ cái thấy sanh, cái thấy là chỉ có đơn giản là có một cái sự vật đó xảy ra như vậy, nhưng mà cái thức nó biến đổi, nó làm cho mình phân biệt.
từ hư không ra hay từ không do đâu ra hay là tự xuất hiện. Anan, nếu cái thức của ông từ những cái thấy sanh mà không có tối, có sáng, có cảnh vật và hư không có bốn món thì cái thấy của ông không có. Làm sao mà có cái thấy được nếu mà nó biết hết trơn rồi. Cái cảnh, dù mình biết có cái cảnh phía sau đó nhưng mà nó bị biết rồi, mình đâu có thấy đâu. Và cái thấy là phải có một cái sự nhận thức, nhưng mà nhận thức không có cái tĩnh từ làm cho nó sao xuyến, đó là cái thấy. Thì mình nhớ cứ nhớ như vậy, cái gì mà như thị nó xảy ra như vậy đó, mà mình chưa có để mình làm cho nó khác biệt đi, thì là cái đó là chân tâm. Khi mà mình làm cho nó cái tâm mình á, để chưa kể mà nặng nề hơn là ưa thích nha, mình chỉ có phân biệt đó, đưa cái phân biệt vô đó, là bắt đầu là vọng tâm đã bắt đầu nổi lên rồi nhá. Đó, thành ra những cái phần mà sư không có highlight đó là quý vị cứ đọc xong rồi từ từ để mà có cái nhận thức cái logic của Đức Phật nói như thế nào. Đức Phật cố gắng để mà phân biệt, để cho giải thích cho nghe Anan rõ. Anan đây là không có ai sai lạc, chính là chúng ta đây này, giải những cái điều này. Anan là người mà vì đại chúng mà nêu lên những câu hỏi để cho Đức Phật, từ đó Đức Phật mới có cơ hội để giảng. Ông nên chín chắn suy xét, cái thấy thì nó gắn với con mắt, đúng không? Đó, chúng ta có con mắt đây thì là nhìn vào cái cảnh vật, và phải có cái hư không nha, chứ cảnh vật mà nó biết cái tường rồi thì cũng không thấy được, đúng không? Đó. Còn hình tướng là nơi cảnh vật, những gì có hình tướng thì có, còn không có hình tướng là không. Cái thức thì động thì có phân biệt, còn cái thấy thì yên lặng. Cái thức là sự mà cảm nhận của mình á, thì là có phân biệt, còn cái thấy thì là không có phân biệt, không phải hòa hiệp. Vậy cái thức phân biệt của ông từ đâu sinh ra? Ông lẽ không do đâu mà tự có. Ông không biết trong chân tâm, tấm của thức là tâm, tâm mới thật là thức, chân thức. Nó nhiệm màu yên lặng, sáng suốt, khắp vào pháp giới, hàm chứa và sanh ra mười phương hư không thế giới, chỉ theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở. Cũng giống như là mình nói, chẳng hạn như một cái ke cánh mà Đức Phật Chư Tổ cũng hay đem ra là ví dụ. Như mình thấy nước, mình là thấy nước, thì chúng sanh mình thấy nước là để uống, là để giặt đồ, để rửa. Còn cá thì bảo là thú, nhà của ta. Còn ngạ quỷ thì thấy nước là không có hàm hiệu được. Thành ra đó là tùy theo chúng sanh, tùy cái nghiệp cảm của nó chuyển biến cái sự suy nghĩ, chuyển biến cái sự thấy của họ. Thành ra chính bản thân của nó là trơn, nhưng mà tại vì tùy theo cái phúc độ, tùy theo cái nghiệp báo mà nó thay đổi. Các ông nên biết, đất nước gió lửa, hư không, cái thấy và thức, tâm gọi chung là bảy đại, tánh của nó đều là chân tâm viên mãn khắp pháp giới, vốn không sanh diệt. Mình nhiều khi mình, tại vì mình vẫn chưa có nhìn thấy được hết tất cả những cái sự mộng nhiệm, cái sự nhân duyên nó tương ứng lẫn nhau rất là nhiều lớp á, thì mình nói Đức Phật cứ nói hoài mà mình cứ nghe để mà mình cảm nhận, để mình cố gắng hiểu á. Nó tất cả mọi thứ trên đây đều là cái tâm biến hiện hết, đó nó ra nhìn ra. Thì như chẳng hạn như mình nói bây giờ, mình nói mình là người cùng một cái sinh vật với nhau, cái tiếng nói của mình là cùng một cái tần số với nhau, còn những cái sinh linh khác thì họ lại có cùng với tần số với nhau, thì họ mới có thể hiểu được. Chẳng hạn như mình nói là trong cái quốc độ này, mình kêu là phàm thánh đồng cư, tức là đây thánh cũng có ở đây, người cũng có, mình là cái loại ở giữa, người cũng có ở đây, và những cái loại âm hồn, những loại
sinh linh khác cũng có ở đây luôn. Mình thấy là nhà cửa, tại vì mình cùng một cái nghiệp với nhau, mình thấy là nhà cửa lớp lang rồi đường xá, còn mấy người kia đó thì họ lại thấy ở trong cái cảnh giới của họ và họ thấy khác. Thành ra đôi khi mình hiểu được như vậy đó, thì mình có thể, ngày xưa đó lúc mà sư mới vào chùa đó, thành ra quý vị có biết là các vị sư đó, trước khi mà đi vô trong cái phòng tắm mà cái đó, trước khi vô biết là không có ai chứ á, mà cũng phải vô là sao tóc á, tại vì sao mình phải thông báo hết á, quý vị đó khuất mày khuất mặt á, và con xin phép được đi vô á, bật cái đèn lên cũng vậy á, biết đâu được cái chỗ mình phạm thắng đồng cư mà á, chỗ này biết đâu chừng là có các vị ngự, biết đâu là có các cái sinh linh khác họ đang nghỉ ngơi á, mình đi vô mình cứ xông vô mình cứ ngang nhiên mình làm như đất này của ta, phải không á, thành ra mình đi cái là tán vừa ghế liền, phải không á, đôi khi mình tán đầu gần chết á, mình nói à xin lỗi thực sự là mình cảm nhận được cái sự tinh tế của Đức Phật. Ngài dạy mình các đệ tử của Ngài rất là chi tiết, tại vì sao tội nghiệp chúng sanh nó mình mà không thấy gì cả, nó tưởng là ta là vua của vũ trụ, mình là center, thành ra cái gì cũng là của ta chứ không có phân biệt của người khác. Mình hiểu được như vậy thì mình có cái sự kính trọng lẫn nhau, để cho mình bớt phiền não vậy thôi, chứ đau gần chết nữa. Rồi, chúng ta về phần lực giải, Ngài Thiền Hoa nói chúng ta cần phân biệt rõ ràng cái thức và cái thấy. Quý vị có lẽ là sẽ đã hiểu rất rõ, đúng không? Cái thấy là cái mà tự nhiên, còn cái thức là nhờ cái căn, và đồng thời là thêm vào cái sự nhận thức của mình nữa thì nó mới ra được là cái thức. Còn cái thấy thì không sanh không được, nhưng mà cái thức thì nó thay đổi, đúng không? Cái thấy thuộc các giác quan, về phần trực giác nó cũng như cái kiến chiếu cảnh không phân biệt tính toán, nó nhìn vô là cái cảnh trước mặt nó là cái gì, một người đàn ông, một cái cây, cái gì đó là cái hiện lên thôi. Còn cái thức lúc đó mà nhìn vô là cái thức mới nói là ồ, người đàn ông, đàn bà, già, ví dụ vậy đó, yêu kiếm, ví dụ vậy đó, đó thêm rất nhiều adjective vô, đúng không? Phụ thuộc vô. Tóm lại, đất nước gió lửa không, cái thấy và thức cộng lại là bảy đại, gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Đất nước gió lửa không thuộc về vật chất, cái thấy và thức thuộc về tinh thần. Trong vũ trụ này có thiên hình vạn trạng, quý vị cứ nhớ mấy cái này. Nhưng tóm lại thì không ngoài vật chất và tinh thần. Đoạn này nói về vật chất tinh thần đều từ nơi chân tâm, tùy theo nghiệp của chúng sanh hiện ra thế này thế kia, ngàn sai muôn khác, như người chim bao thấy hiện ra các cảnh vật đất và nước. Về bản thể, về tâm của bảy đại thì chân không không có sanh diệt, còn về hiện tượng, về hình tướng thì luôn luôn sanh diệt. Vậy kêu là vọng đó, luôn luôn sanh diệt, nó sẽ sinh ra, nó sẽ biến đổi và nó sẽ mất đi. Vì chúng sanh bị bội không biết chấp thế này thế kia, thành ra chúng ta luôn luôn khổ sở. Nhiều người tin chiêm bao thấy cái cảnh chiêm bao là thật. Một phen ngộ được chiêm tâm, khi mà đã hiểu rồi như Đức Phật, như các vị Bồ Tát đó, thì Ngài nhìn đó là Ngài chỉ thấy là cái cảnh nó hiện ra như vậy, mà Ngài không có duyên vào đó, Ngài không có buồn khi mà nó không còn đó nữa, Ngài cũng hết rồi á. Chứ còn như mình nó hết rồi là nghĩa là để bực bội, mới để đây mà nó hay là chỉ mới mua cái xe mà đã hư rồi, nhà chưa gì mà bị chảy nước xuống như vậy đó. Rồi cuối cùng cái Ngài A Nan, khi mà được Đức Phật chỉ bày rất là cặn kẽ như vậy, Ngài ngộ được chân tâm nên đứng dậy phát lời thề nguyện rộng lớn. Khi ấy Ngài A Nan và đại chúng nhờ Phật chỉ dạy rất cặn kẽ nên mỗi người đều ngộ được chân tâm của mình rộng lớn khắp cả mười phương hư không. Bây giờ ông lại thấy cả mười phương thế giới rất nhỏ hẹp, rõ ràng cũng là một lá cây cầm trong tay. Nhiều người nói là tất cả là một, mà một là tất cả là như vậy đó. Rồi
những cái nhà mà kêu là khoa học gia đấy, thì cũng nhờ và trong cái chân lý của đạo Phật đó mới khám phá ra cái điều này, họ coi là một phát minh vĩ đại nhá. Thì nhưng mà Đức Phật đã nói rất lâu rồi nhá. Khi mà ngài Anan rất là cảm kích đứng dậy và đọc cái bài phát nguyện mà sau này chúng ta làm cái bài tựa của Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm, cái bài này tụng rất là hay. Thành ra sư biết là cũng có cái phần này mà cái bài tựa tiếng Hoa này đã dịch có tiếng Việt, có lẽ là bài tụng của quý vị là bài tiếng Việt. Thế nên nếu mà học được tiếng Việt thì càng tốt, tại vì mình là người Việt. Sư nghĩ là nên Việt hóa, nhưng mà tại vì năm xưa sư vô chùa đó thì là thầy trong quyển sách là A Lê đọc cái này, với lại khi mà đi thọ giới đi ấy đó, thì quý ngài sẽ khảo cái này lên cái là bắt đầu đứng ở trong chúng đó. Bắt đầu là tụng Lăng Nghiêm trước á, diệt cảm tụng thì bắt đầu tụng Lăng Nghiêm là làm ao vậy đó. Mình đang tụng nghe cái tự nhiên thấy cái bị khùng đưa đến người mình á, mình mà ngưng là một cái mình giật mình mà ngưng cái là kệ như đại chúng ấy hết, tại vì cái micro nó đang gì mà á, ồ rất là căng thẳng. Thành ra mà cái bài này khi mà tụng lên cái âm nó rất là hay. Không biết là quý vị có ấy không, chùa mình khi mà buổi sáng thầy cho tụng lên đó, quý vị cũng có thể được xin theo để tụng tụng hồi sẽ thuộc. Có một bài nữa sư thấy ở trên internet á, tại vì cái năm đệ của thì có rất nhiều cái mà nó lặp đi lặp lại rồi lại, mà cái lặp đi lặp lại đó là nó dễ lộn vô cùng á. Thì cái người mà chắc có lẽ là đi học cũng rất là vất vả, thật ra ông làm hay bà làm á cái bài đó, nhưng mà cái phần là lặp đi lặp lại á, họ để được từng phần luôn á. Thành ra nhìn một cái bài đó đó, một cô Phật tử online của sư đó mới hỏi cho ông con học mà sao nó lẹo lên lẹo xuống mà nó cứ quên hoài lắm. Tại vì cần là phải phân biệt những cái chỗ nào, ngay cả cái chú Đại Bi cũng vậy, cũng rất là dễ đúng không? Thành ra cái chỗ nào mà nó hơi giống nhau là mình phải biết để mình biết là mình nó đang lặp đi lặp lại, để mình lặp lại cho nó đúng 3 lần, 5 lần như vậy đó. Nó chỉ sai chút, nó chỉ khác một chút xíu thôi. Nhưng mà nếu không có là mình thiếu một cái là mình đâu kèm theo quyền đại chúng đâu. Đại chúng họ đọc đúng mà, họ mình nó thiếu một cái gì mình khựng lại thôi. Thành ra rất là quan trọng. Nếu người nào muốn học á, thì nên cho sư biết để sư sẽ in cho biểu cho quý vị. Tại vì nhờ như vậy mình biết có người đã khổ sở vì cái đó rồi, họ đã tìm ra cách mà họ học Kinh Lăng Nghiêm á. Kinh Lăng Nghiêm nếu mà học được thì công đức vô lượng. Thành ra nếu mà quý vị có cơ hội nào mà học á, thì bây giờ mình chưa học được á, thì mình theo cái kiến thức của viện của mình á, sư nghĩ từ từ lâu ngày nó sẽ quen. Hoặc là cái lái xe đó, quý vị cứ vận lên có cái máy nhỏ nhỏ này của ngài Trí Thoát tụng kinh loại công phu khuya cũng hay lắm. Đây thì cái tiếng Hán của mình là Diệu Trạng Tổng Trì Bất Đồng Tôn Thủ Lăng Nghiêm Phương Thế Lý Hữu nhé. Thì bên cái nghĩa của tiếng Việt bây giờ sư sẽ đọc tiếng Việt không thôi thì rằng cũng có kiến đại pháp thân báo thân hóa thân Phật. Đúng ra là chữ Diệu Trạng Tổng Trì Bất Đồng Tôn là khi mà dịch qua mà pháp thân báo thân và hóa thân Phật đó, tức là ba cái điều diệu trạng tổng trì và bất động thì bên ngài Thiện Hoa đó ví như là pháp thân báo thân và hóa thân Phật. Trong cái phần mà giải nghĩa về trang cuối cùng á, sư đề là sư có vừa viết ra những cái ý nghĩa của chữ diệu trạng. Diệu trạng, diệu là không vi diệu không có thể nghĩ bàn đó, trạng là trạng thân tức là sâu dày, tức là cái sự mà vi diệu nó rất là sâu dày không thể nào mà nói được. Tổng trì, tổng là tất cả, trì là vô lượng, bao quát tất cả các pháp, thọ trì vô lượng nghĩa. Và thứ ba là bất động, đấng bất động thì là có nghĩa là Đức Phật. Bất động tức là không đụng đậy. Còn ai vào đây mà không đụng đậy chính là Đức Phật đúng không? Trời ơi, chúng ta thì đụng đậy như thế. Phật là bất động hả? Tại nó đứng bất động nhá, Đức Phật. Diệu Trạng Tổng Trì Bất Động Tôn ý khen ngợi là Kinh Lăng Nghiêm là đại định. Nãy mình mới nói đó, Lăng Nghiêm là vua của định, nhớ nha, định.
À, còn cái kia là vua của các pháp, kinh pháp hoa của mình là vua các điện, thế cũng chưa gì mà có của mình không xí liền không sẽ sinh ra tất cả các điện. Rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngôi pháp bảo rất hiếu trên đời. Thủ Lăng Nghiêm vương, vương là vua. Nếu mà chữ Thủ Lăng Nghiêm là đại định thì là cái đại định này là đại định là vua, tức là lớn nhất đấy. Thế hữu không, thế giới này không có cái gì bằng hết trên đấy, rất là hiếm, rất là hiếm có. Tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ ức kiếp. Trời ơi, mình học đến đây nghĩa là bao nhiêu câu hỏi của ngài Anan đúng không, toàn là vọng tưởng Đức Phật ấy, biết rồi, toàn vọng tưởng, không là nói ra câu nào là bị bác ngay lập tức đúng không? Khiến con chẳng cần trải qua vô số kiếp tu hành mà vẫn đặng pháp thân Phật. Thành ra bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, tăng kỳ là rất là nhiều kiếp số đó, hoặc pháp thân được cái pháp thân này. Chẳng cần trải qua vô số kiếp tu hành được hóa thân. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hôm nay con nguyện được thành quả Phật. Bảo vương tức là cái là cũng là một cái chữ để cho Đức Phật. Con được thành Đức Phật, hường độ như thị hằng sa chúng. Hường là hoàn trở lại đấy, một cái hoàn độ cũng được. Đây là dùng chữ người miền Nam để kêu là hường, để trở lại độ chúng sanh nhiều như hằng sa. Tương tự thâm tâm vụ thần sát, con nguyện đem thân tâm này, là Đức Anna nói đây, phụng sự các chúng sanh nhiều như vi trần. Vi trần là bụi, bụi mà chúng sanh mà nhiều như bụi thì là bao giờ mình mới độ họ hết, lâu lắm. Thành ra chữ trần sát có nhiều nghĩa, có nghĩa là vô số, có nghĩa là cõi nước, có nghĩa là tội lỗi. Trong cái này thì là mình nói là cái vô số thế giới như bụi trần, tức là cái số chúng sanh rất, số rất nhiều. Đem thân này phụng sự chúng sanh khắp các cõi nhiều như số bạc bụi. Wow. Thì tắc dân bi báo thật ân, như thế gọi là đền ơn chư Phật. Chư Phật rất là từ bi, đã dạy dỗ cho hàng chúng sanh, ngài An An đại diện. Ngũ trược ác thế hệ tiên nhập, ngũ trược là cái năm cái nơi chốn, những cái sự kiện mà rất là ô trược, rất là mê lầm đó. Gồm có cái này, mấy cái này là mình cũng nên thuộc lòng nha. Kiếp trược là sư hệ đi vô này, kiến trược này, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược đó. Mấy cái này là phải mấy cái pháp số này phải xin thuộc lòng. Đúng, trong trong A Di Đà. Thành ra ai mà đã đọc qua kinh A Di Đà thì chỉ ngũ trược là chắc chắn là phải biết. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, con thể chẳng đẳng quả vui niết bàn. Chữ nê hoàng đối với nhị thừa, nê hoàng là quả vị A La Hán, còn đối với hàng Bồ Tát thì đó là quả Phật, và quả niết bàn là quả Phật. Thành tùy theo cái đối tượng, chữ nê hoàn có ý nghĩa khác nhau. Đại hùng đại lực đại từ bi, đây tám tháng, đây là tám tháng Đức Phật, ngài là đấng đại hùng đại lực đại từ bi. Ngài rất là mạnh, hùng tức là mình nói là cái tâm rất là mãnh liệt á, lực cái tâm lực, ý lực của ngài rất là mạnh. Từ bi, ngài là người mà có đem cái niềm vui và cái sự giải thoát đến cho mọi người. Hy cánh thần trừ vi thế hoặc. Chữ hy có nghĩa là trông cầu, chẳng hạn như chữ hy vọng, trông cầu mong muốn được cái điều đó, ước vọng, có ước nguyện cái đó. Hy cánh thần trừ vi thế hoặc, xin ngài tiêu trừ các điều lỗi lầm vi tế cho con. Linh ngã tạo đăng vô thượng giác, khiến cho con sớm đạt thành quả Phật. Ư thập phương giới tọa đạo tràng, chữ ư có nghĩa là nơi nương tựa để hóa độ chúng sanh khắp trong mười phương thế giới. Thuấn nhã đa tán khả tiêu vong, giả sử hư không kia, chữ thuấn nhã đa có nghĩa là sân nhà ta, là dịch qua tiếng Tàu thì mình kêu là thuấn nhã đa, là
có nghĩa là hư không. Tỳ chữ tuấn nhã đa tấn khả tiêu vong, tức là cái hư không kia có hư không có thể mất được không quý vị? Không, rất khó. Nhưng mà giả sử như nó có thể mất đi, cái chuyện đó khó vô cùng, nhưng mà giả sử có như vậy, nó không có bằng là cái tâm của con kiên cố và tin vào cái sự dạy dỗ, cái pháp của Phật nó còn mạnh hơn là như vậy. Tức là đây là một cái câu, hai cái vế này là để cái sự so sánh của Ngài đó. Ngay cả như không, cái chuyện không thể nào tưởng được, làm sao không biết mất được. Nhưng mà cái sự mà kiên cố, kiên cường của con còn mạnh hơn vậy, chắc mà còn có khả năng ấy hơn nữa. Thức ca ra có nghĩa là chữ Vraja, có nghĩa là kim cương. Trong tất cả các thứ thì kim cương là cứng nhất, đúng không? Tại vậy là mình phải sắm về nhiều đeo trong người. Chí quyền của con đây chẳng hề lay động. Đây là cái bài mà khi mà mình hiểu được á, mình tâm của mình á, rất là cảm kích, cái có thể thông cảm được cái lòng ấy của kính trọng, cái lòng thiết tha của mẹ Ananda khi mà bộc bạch cái lời này lên. Dĩ nhiên cái tựa còn thêm một chút xíu phía sau, nhưng mà hôm nay mình chỉ đọc đến đó thì hai tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học lại cái phần sau. Nhưng mà trong khi chờ đợi có được cái cơ hội nào mà xin đọc cái này, nhưng quan trọng hơn hết là xin đại chúng lấy một chút thời giờ để theo cái chương trình của mình, TV của mình ấy, tụng cái kinh Lăng Nghiêm. Nếu mà vì phải đi làm cái gì đó, xin đại chúng tụng chú đệ mình cũng rất tốt. Tất cả những công đức đó xin hồi hướng cho nếu chúng ta được mau chóng đang qua thẳng khỏi. Tại vì cái này nó phải một người khổ, nó khổ toàn cầu. Thật ra ai cũng người mất người thân hay người bị bệnh, bệnh có nhiều hay là rất nhiều người được khỏi, nhưng mà cái số người khỏi nó không có được xỉn dương lên, mà chị có thấy là những người số chết nó quá rất nhanh. Thật ra mặc dù là ai cũng nói là mùa hè đến thì nó chết hết, nhưng mà ngay bây giờ cũng chưa có biết là rõ như thế nào. Và hai nữa là cứ càng ngày cứ thấy cái số người càng chết nhiều. Thật ra tất cả mọi người ai cũng rất là căng thẳng với nhau. Thì vợ chúng cứ bình tâm, mình biết rằng là mình là người con Phật, tất cả phải có nhân duyên, không có cái gì sai với nhân duyên hết, nhân quả hết. Nhưng thực ra nhân là quả đó, chúng ta những người con Phật thì nguyện cầu rằng cái sự tu học của mình sẽ giúp cho thay đổi cái cục diện. Chúng ta không thể nào xông ra để giúp ai được hết, thì ở trong cái môi trường của mình, cái khả năng của mình. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện đồng, Phật đạo vô